Hương Thảo rất vui được gặp lại các bạn quay trở lại với kênh Tóc Giao Hoa, kênh thông tin giải trí hàng đầu Cbiz. Các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những video nhanh nhất mỗi ngày nhé. Còn bây giờ sẽ là những tin tức của ngày hôm nay. Trai đẹp trong giới giải trí Trung Quốc không bao giờ thiếu. Cứ hễ thế hệ mỹ nam mỹ nữ này chuẩn bị lùi về phía sau buông rèm nhiếp chính, Hoa Ngữ lại tiếp tục đón chào hàng loạt thần tượng mới. Đối với giới diễn xuất thì càng không thể thiếu người trẻ. Cùng điểm lại những em trai hot hit của làng phim ảnh xứ Trung nhé. Thứ nhất, Dịch Dương Thiên Tỷ, chàng trai đa tài diễn xuất tốt. Dịch Dương Thiên Tỷ là một trong những mảnh ghép quan trọng làm nên thành công của nhóm nhạc thiếu niên TFBOYS. Ngoài sở hữu ca hát, vũ đạo, Thiên Tỷ còn cực đa tài, biết múa dân tộc, chơi trống, guitar, nhảy Latin, hip hop, nhảy hiện đại, viết thư pháp. Thậm chí anh chàng còn đậu thủ khoa kép trong kỳ thi cao khảo của Học viện Hí kịch Trung ương năm 2018. Không chỉ là một idol toàn năng, Thiên Tỷ còn đá chéo sang lĩnh vực diễn xuất và đạt được nhiều thành công đáng nể. Chàng nam thần cao lãnh này từng tham gia không ít bộ phim như Tư Mỹ Nhân, Tiểu Biệt Ly, Chu Tiên Thanh Vân Trí, Thời Đại Niên Thiếu Của Chúng Ta. Mới đây, Trường An 12 Canh Giờ do Thiên Tỷ đóng chính cũng nhận được cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn về diễn xuất. Bộ phim còn lọt top những phim có rating cao nhất cùng với Trần Tình Lệnh của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Em của Thời Niên Thiếu do Thiên Tỷ đóng chính cùng đàn chị Châu Đông Vũ sẽ ra rạp vào ngày 25 tháng 10 tới đây. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng đang đỏ mắt chờ ngày nhiệt huyết thiếu niên của chàng nam thần này lên sóng. Thứ hai, Vương Nguyên, em trai được cưng chiều nhất nhì Cbiz. Vương Nguyên cùng với Dịch Dương Thiên Tỷ và Vương Tuấn Khải gia nhập làng giải trí trong nhóm nhạc TFBOYS. Cũng giống như Thiên Tỷ, ngoài ca hát, Vương Nguyên cũng tham gia diễn xuất trong không ít bộ phim từ vai phụ đến vai chính như Tiểu Biệt Ly, Chu Tiên Thanh Vân Trí, Thời Đại Niên Thiếu Của Chúng Ta, Thiên Trường Địa Cửu. Hiện tại thì Đại Chúa Tể do Vương Nguyên đóng chính vẫn đang chờ lịch lên sóng. Thứ ba, Trần Phi Vũ, thái tử của Cbiz. Trần Phi Vũ sinh năm 2000 là con trai của đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca và nữ diễn viên đình đám Trần Hồng. Bố mẹ đều là người có danh tiếng trong nghề, Trần Phi Vũ không thiếu tài nguyên. Năm 2010, Trần Phi Vũ chính thức bước chân vào giới giải trí bằng bộ phim Triệu Thị Cô Nhi, đóng cùng Phạm Băng Băng và Huỳnh Hiểu Minh. Đầu năm 2019, Trần Phi Vũ gây chú ý khi đóng vai nam chính Ninh Quyết trong phim của Trang Tương Dạ. Diễn xuất của chàng nam thần sinh năm 2000 này nhận được khá nhiều lời khen ngợi. Dù đóng cùng hàng loạt tên tuổi lớn của màn ảnh Hoa Ngữ như Hồ Quân, Trịnh Thiếu Thu, Trần Phi Vũ vẫn ghi dấu ấn nhờ ngoại hình nổi bật và lối diễn tự nhiên. Trần Phi Vũ cũng từng diễn trong bộ phim Bí Quả, Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta bản điện ảnh. Dự kiến thì bộ web drama Thiên Tình Chi Lộ do cậu trai này đóng chính sẽ lên sóng khán giả vào năm 2020. Thứ tư, Hồ Tiên Hú, thực lực được chứng minh qua từng vai diễn. Không phải là idol lấn sân sang diễn xuất như Dịch Dương Thiên Tỷ và Vương Nguyên, anh chàng này vốn xuất thân là một diễn viên nhí. Dù mới 19 tuổi nhưng Hồ Tiên Hú đã có trong tay lượng phim ảnh đồ sộ. Hồ Tiên Hú từng tham diễn trong không ít phim như Thanh Xuân Của Ai Không Mơ Màng, Tiểu Biệt Ly, Làng Nhà Bảng Chi Phong Khởi Trường Lâm, Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây, Yên Chi Bá Vương, Xương Gia Trung Liệt, Em Là Vướng Bận Của Tôi, Hậu Cung Như Ý Chuyện. Thứ năm, Phạm Thừa Thừa, em trai Phạm Băng Băng liệu có thành công được như chị? Phạm Thừa Thừa được biết đến là em trai của Phạm Băng Băng. Thừa Thừa từng không nhận được cảm tình từ công chúng thời điểm ghi danh Sáng Tạo 101, nghi ngờ quý tử họ Phạm tài cán thì ít mà dựa hơi chị gái thì nhiều. Tuy nhiên bằng tài năng và nỗ lực của mình, chàng nam thần này đã dần khẳng định bản thân, thu hút không ít fan hâm mộ. Phạm Thừa Thừa hiện đang dần bước chân vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp giống chị gái Phạm Băng Băng. Hiện tại bộ phim Linh Vực do chàng nam thần này và Trình Tiêu diễn chính vẫn chưa có lịch lên sóng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hay thì đừng quên ủng hộ Tóc Giao Hoa bằng cách nhấn like và chia sẻ những cảm xúc của mình ở dưới phần comment. Chúc các bạn một ngày tốt lành và hẹn gặp lại!